là sư không khuyến khích dưới bất kỳ hình thức nào cái chuyện mà quý vị tùy niệm Phật mà quý vị tùy niệm theo cái kiểu là Arahaṃ Sammā Sambuddho, Arahaṃ Sammā Sambuddho, Arahaṃ Sammā Sambuddho. Nó giống như vậy nè. Quý vị thương mẹ đúng không? Thì quý vị nghĩ về mẹ, quý vị nghĩ như thế nào? Nghĩ về những cái đức lành của mẹ, mẹ đã thương mình như thế nào, mẹ đã lo mình như thế nào, rồi mẹ có khỏe hay không, rồi này nọ kia vân vân. Chứ có bao giờ quý vị thương mẹ theo cái kiểu là mẹ. Thì chắc sư nghi là cái người này có vấn đề. Thương mẹ là phải nghĩ về những cái kỷ niệm, những cái ân đức của mẹ. Thì đó mới gọi là suy tư về mẹ. Quán tưởng về Phật cũng vậy. Tùy niệm Phật á, là chúng ta suy tư về những ân đức của Thế Tôn. Chúng ta suy tư, chúng ta thâm nhập vào ở trong đó. Chính bởi vì như vậy đó, cái việc thực hành tùy niệm Phật á, là phát triển đồng thời á, cả tính và tuệ. Chứ nó không phải là theo cái kiểu là chỉ phát triển một chiều, tức là chỉ có phát triển là cái niềm tin mà trí tuệ không có. Thành ra là nếu như quý vị muốn biết niệm Phật như thế nào cho đúng thì vui lòng hoan hỷ xem cái video là niệm Phật theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy để quý vị biết. Chứ còn cái chuyện mà mình cứ mẹ ơi mẹ là sư chịu thua nha. Niệm Phật cũng y chang như vậy. Niệm Phật là tùy niệm, tức là cái sự thường xuyên nhớ nghĩ ân đức của Phật, chứ không phải là thường xuyên réo Phật. Nó khác nhau. Và hoặc là sư lại đưa ra thêm một cái ví dụ nữa là giống như bà mẹ, đứa con nó đói, nó khều, bà mẹ nói mẹ con đói. Bà mẹ nói cơm trong lòng bàn đó con. Thì cái trách nhiệm của đứa con là nó phải hiểu là cơm trong lòng bàn đó con, và nó mở lòng bàn ra nó ăn cơm. Chứ không phải là nó suốt ngày nó cứ niệm cơm trong lòng bàn đó con, cơm trong lòng bàn đó con, cơm trong lòng bàn đó con, cơm trong lòng bàn đó con mà nó no bụng được. Cái chuyện mình tu cũng vậy đó nha. Tùy niệm Phật là phải hiểu ân đức của Phật, suy tư, rồi từ đó đó chúng ta mới phát sanh trí tuệ. Chứ còn mình cứ suốt ngày cơm trong lòng bàn đó con là cả đời mình cũng không tiến bộ được nha. Và cái vấn đề này thì không biết là sư, hai vị đại đức có vấn đề, suy nghĩ như thế nào. Xin mời sư Tuệ Tường. Dạ kính thưa hai vị đại đức, thưa quý vị, ở đây cái vị này đặt câu hỏi là niệm A-di-đà và nguyên thủy niệm Rang sam sô thô đó thì có khác nhau hay không? Nghĩa là câu hỏi là có khác nhau hay không? Thì, xin thưa quý vị, ở đây có sự khác nhau. Thì bây giờ cái sự khác nhau mà nó hiện hữu, nó phơi bày ngay trên đây là cái hai câu đã khác nhau rồi. Bây giờ sư Hạnh Tuệ á, sư Hạnh Tuệ vừa nói, sư cũng đồng ý quan điểm sư Hạnh Tuệ, nhưng mà sư chỉ có thêm cái gợi ý cho quý vị ha. Cho gợi ý và cũng là lời khuyên quý vị là nếu quý vị có cái lòng mong mỏi tầm cầu học pháp để biết cái sự khác nhau mà nãy sư đã nói đó, có nghĩa là có sự khác nhau nhiều luôn, đúng không? Sự khác nhau đó như thế nào, đúng không? Thì quý vị chịu khó theo cái hướng dẫn của Đại Đức Hạnh Tuệ, có nghĩa là mình đi sâu vô cái pháp môn niệm Phật, tìm hiểu, đúng không? Để cho mình thấy cái sự khác nhau thế nào. Rồi khi mình thấy được cái sự khác nhau như vậy đó, rồi bản thân mình, từ bản thân mình sẽ có câu trả lời cho mình. Chứ ở đây quý sư không có chủ trương là nói đúng nói sai gì hết, quý vị hiểu không ạ? Nên tại vì ở đây đã có thắc mắc về khác nhau thì sư xác nhận là có khác, đúng không? Còn quý vị có cái lòng mong mỏi tìm hiểu cái sự khác thì theo sự hướng dẫn của Đức Hạnh Tuệ để hiểu rõ sự khác thế nào. Rồi quý vị Qua cái sự khác đó, quý vị tự cho mình cái câu trả lời cho đúng đắn hơn. Đó là câu 1. Còn cái câu 2 á,